Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 200-300mm, vùng tâm mưa có nơi trên 500mm. Dự báo thời tiết ngày và đêm 25 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, khu Tây Bắc 12 đến 15 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Đông có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.